xin kính chào luật sư Bùi Kim Thành. Dạ, kính chào quý thính giả thân thương của phố Bôn Sa cùng với anh Vũ Hoàng Lân. Liên quan tới cái tin tức về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vừa mới qua Mỹ trong mấy ngày vừa qua, thì chúng ta vừa mới nói chuyện về cái vấn đề đó trong 2 ngày trước đây. Tuy nhiên mới đây hôm nay thì có một cái tin tức mới rằng là bà Trần Khải Thanh Thủy sẽ xuống Nam Cali và có cuộc gặp gỡ với lại các người dân ở đây để cảm ơn. Và cuộc ra mắt lần này của bà là do Đảng Việt Tân tổ chức. Trong một cái email mà chúng tôi đọc qua đây, do ký tên bởi ông Trần Trung Dũng, đại diện đảng bộ Nam Cali, thì cho biết là bà sẽ xuất hiện vào thứ Bảy cuối tuần này, từ 3 giờ đến 6 giờ PM. Và với cái tin như vậy thì cũng có nhiều người mấy ngày trước đây vẫn còn đang ủng hộ cái sự có mặt của bà Trần Khải Thanh Thủy, thì trở nên rất là bức xúc vì nhiều người không có đồng thuận với cái đường lối của Đảng Việt Tân và cho rằng nếu bà Trần Khải Thanh Thủy dính dấp với lại Đảng Việt Tân thì sẽ có cái nhiều cái chuyện không hay. Đối với bà thì bà suy nghĩ gì về những cái chuyện như thế này ạ? Xin nói thẳng, chuyện mà Trần Khải Thanh Thủy mà có dính vô trong Đảng Việt Tân hay bất cứ đảng gì đều là chuyện cũ, quá khứ, xưa rồi diễm, không sao hết. Vì tất cả những người dân oan ở ngục tù lớn Việt Nam mà dám nói lên sự thật để tiêu diệt thảm họa cộng sản khủng bố, họ đều là chủ tịch đảng dân oan của họ. Cho nên rằng là cái việc mà bây giờ họ có ở trong ngục tù cộng sản, khi bất cứ một đảng phái nào, cái đảng cướp, đảng cắp, đảng giết người gì ở ngoài nước ngoài, mà khi họ đem họ mời ra tham gia là người dân tham gia liền, ngoại trừ đảng cộng sản thôi. Khi việc người ta tham gia được như vậy để làm gì? Để người ta có thêm một cái đảng để đứng cạnh bên người ta, để người ta chiến đấu dù cái chết, thì cái đảng đó cũng có thể nói lên là coi như có một người chết là trong khi diệt cộng sản. Đó là cái tình trạng bà nói như vậy, là tình trạng khi mà những người đấu tranh còn ở trong nước, tức là muốn có gia đảng gia nào thì cũng gia nhập được. Đúng rồi. Tuy nhiên hiện nay tình trạng của bà Trần Khải Thanh Thủy là bà đã qua Mỹ rồi. Đúng và rồi. Hiện nay cái sự sinh hoạt của bà rất là gắn bó với lại Đảng Việt Tân trong mấy ngày vừa qua, thì cái chuyện đó nó như thế nào? Điều đó nếu gặp là thành luật sư của Trần Khải Thanh Thủy, xin cảm ơn Đảng Việt Tân đã giúp đỡ cho một người dân oan của tôi đã qua đây khi bước bắt đầu, mà coi như phải chi mà cái người dân oan này người ta chưa có tham gia Đảng Việt Tân, bây giờ giờ này ta tham gia thì xin hãy có đặt vấn đề với họ. Còn đây là người ta có tham gia vào ngay lúc còn trong một tù lớn Việt Nam, thì qua đây cái đảng này phải có bổn phận giúp, quan trọng nhất là cái lúc mà người ta bị tù có giúp đỡ gì không thì thành để biết hết sự thật. Còn khi qua đây mà coi như là để lợi dụng tên tuổi của Trần Khải Thanh Thủy để mà coi như làm những chuyện gì bậy bạ, thì thành nói là thành sẽ dùng luật pháp Hoa Kỳ và sự thật đập cho banh chành luôn. Tất cả không phải chỉ Đảng Việt Tân mà tất cả những đảng phái phe phái nào chống cộng cái mỏ mà đem mà hãm hại người dân oan khi người ta đã bị trục xuất, bị lôi cổ ra khỏi ngục tù lớn Việt Nam để người ta có được sống sót, thì xin hãy là mọi người, xin hãy nếu không yêu thương giúp đỡ thì xin đừng có làm gì hại đến người dân oan này. Như bà nói vào cái cuộc trao đổi lần trước của chúng ta đó, thì bà cũng ý kiến của bà là bà cũng không có muốn bà Trần Khải Thanh Thủy được gọi là sinh hoạt nhiều quá với Đảng Việt Tân, bị bao vây bởi Đảng Việt Tân nhiều quá trong các sinh hoạt của bà ta. Không phải, tại vì thành biết rõ rằng là tất cả những đảng phái ở ngoài này toàn là chống cộng bằng cái mỏ hòa giải, hòa hợp, thỏa hiệp, làm lợi cộng sản. Chưa thấy một đảng phái nào thật sự muốn giúp cho cộng sản chết cả, toàn là chửi cộng sản, chống cộng sản chính phần, mà chỉ một phần là coi như muốn đòi hòa giải, hòa hợp với nó, thì đó là tội ác. Cho nên là khi mà họ bao vây, họ giúp đỡ một cái người mà coi như là người dân oan như vậy, rất là biết ơn. Ngay cả bản thân thành là khi ở trong ngục tù cộng sản, khi mà thành đã là coi như là bị lôi cổ, mà coi như là thật sự là cộng sản không cho thành đi, không ân ân trên cho thành đi, mà thành đâu có xin đi Mỹ đâu, xin đi tị nạn khủng bố VC. Do đó khi thành biết tất cả những cái sự thật, do vậy thành chỉ đề nghị một câu là nếu không giúp đỡ gì cho cái người dân vừa mới trục xuất khỏi ngục tù cộng sản, bị lôi cổ qua bên Mỹ này để được sống sót, xin hãy để yên và đừng làm hại người ta, còn giúp được thì cái việc giúp. Nếu vậy tóm lại thì tình trạng hiện nay là Đảng Việt Tân
giúp đỡ và sinh hoạt rất là sát sao với lại bà Trần Khải Thanh Thủy trong những ngày đầu tới Mỹ như vậy, thì bản thân bà có vấn đề gì không? Không ý kiến gì, bởi vì lý do bà Thành chỉ bằng cảnh cáo thôi. Thành đã nói chuyện với lần trước rồi, Thành đã cảnh cáo bất cứ một đảng phái nào không phải Việt Tân, mà tất cả những đảng phái nào hoặc là những cá nhân nào và cái bọn cộng sản đang phủng bố trong vùng nào mà nó đem nó làm hại dân oan thân chủ Trần Khải Thủy và gia đình, thì Thành sẽ là người là dùng luật pháp Hoa Kỳ và sự thật để đập tan nát những người này đó. Theo cái chủ trương của đảng Việt Tân, họ là một đảng hoàn toàn chống cộng và không có, và có những cái sinh hoạt gọi là không có lợi gì về, về cho phía chính quyền cộng sản Việt Nam. Nhưng tại sao lại có rất nhiều cái tình trạng là những hội đoàn hoặc là cá nhân chống cộng tại đây vẫn rất là không ủng hộ đảng Việt Tân? Theo bà nghĩ thì cái tại sao có tình trạng cháo ngoe như vậy? Vì sao vậy? Vì đảng Việt Tân chống cộng mà rất sợ hãi sự thật. Toàn là chống cộng theo kiểu để có lời có lợi cho cộng sản, và cộng sản có thể lừa đảo được cả quốc tế, và thậm chí là cộng sản khủng bố vi sinh nó lừa đảo tất cả những đồng bào ở tại hải ngoại này đó, để mà coi như là trở thành ra là coi như là rơi vào bàn tay của cộng sản một cách ngon ơ, và hiểu sai hiểu lầm về những người thật sự là coi như là giúp cho cộng sản nó chết. Bà xin bà cho một cái tóm tắt, mà ngay cả cô Trần Khải Thủy cũng bị vậy luôn á, nếu như mà coi như không sáng suốt. Xin bà cho một cái tóm tắt về cái mối quan hệ hiện nay giữa bà Trần Khải Thanh Thủy và đảng Việt Tân. Thành hoàn toàn không cần biết, bởi lý do là giữa cô Trần Khải Thanh Thủy này cô không hề nói với Thành, mà cô chỉ là chấp nhận một cái điều là khi mà cô là thân chủ của Thành thì cô đề nghị với Thành đó là thì cô là phải là đảng viên của đảng Dân Oan Trần Khải Thanh Thủy, chủ tịch đảng Dân Oan Trần Khải Thanh Thủy, và Thành là luật sư tư vấn của cô. Tình trạng của bà với lại bà Trần Khải Thanh Thủy thì rất là giống nhau. Vậy thì hiện nay thì đảng Việt Tân đang rất sinh hoạt rất sát với lại bà Trần Khải Thanh Thủy như vậy. Còn trong trường hợp của bà, khi bà mới qua, đảng Việt Tân có sinh hoạt với bà một cách sát sao như vậy hay không ạ? Không bao giờ dám đụng đến, bởi vì cái gì Thành là sự thật. Cho nên cái gì mà dối trá bịp bợm không bao giờ đến gặp Thành. Chỉ cần nghe thấy Thành cái là chạy mất tiêu rồi. Lúc đầu cũng tưởng bỏ, để định là coi như dùng Thành. Rồi bảo là còn tung tin là Thành là đảng viên của đảng Việt Tân ấy chứ, làm những cái chuyện tự chúng nó cộng sản nó tung lên chứ chưa chắc gì mà khi là cộng sản rồi đảng Việt Tân hoặc là một số, rồi coi như anh em nó nháo nhà nó tung những cái tin bậy bạ, và Thành bảo là Việt Tân cũng được, nhưng mà Thành ủng hộ Việt Tân mà chống cộng, nhưng mà chống cộng đi diệt cộng sản chứ không phải là Thành ủng hộ cái kiểu mà chống cộng cái kiểu hòa giải hòa hợp hàng hai để mà coi như làm lợi cho cộng sản, đến giờ này nó còn tồn tại, đó là tội ác chứ không phải là chống cộng. Kỳ này bà Trần Khải Thanh Thủy được trả tự do và... Không trả tự do, xin nói lại, bị lôi cổ trục xuất ra khỏi ngục tù lớn Việt Nam. Và xin nói lại một lần nữa là Thành hoàn toàn khác với trường hợp của Trần Khải Thanh Thủy. Trần Khải Thanh Thủy không hề hiểu được sự thật này, bởi vì cô chỉ là một nhà văn, một người nói lên cái sự thật tiếng kêu oan, nhưng mà cô không có biết gì về luật pháp, cũng như cô không có trình độ về vấn đề tội ác cộng sản như thế nào. Cô biết sự vậy thôi, nhưng mà cô không biết cách. Vì là sao? Vì cô đâu phải là luật sư. Cho nên cái chuyện mà cô phát biểu là Thành với lại cổ giống nhau trong một trường hợp là bị lôi cổ trục xuất, không phải, cổ với Thành là khác. Trường hợp của bà Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ thì này có vẻ như là được cái sự vận động của đảng Việt Tân và liên quan tới bà Sanchez khá nhiều. Trong trường hợp của bà trước đây có sự vận động của đảng Việt Tân trong cái trường hợp của bà hay không? Hoàn toàn không biết. Và hoàn toàn mà khi mà Thành ra ngoài hải ngoại này, Thành biết hoàn toàn không có. Thực sự là Thành chỉ biết được là Thành đi được là do cái đơn xin liều chết tị nạn khủng bố VC tại một đất nước nào không sợ khủng bố, không hề xin đi Mỹ. Bà... Và khi mà Hoa Kỳ đưa Thành đi, bốc Thành đi trong tù ra, thì là ngồi trên bàn phỏng vấn của viên chức Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ là cái lá đơn đó. Khi bà mới qua thì có vẻ như là bà có cái sự sinh hoạt với lại cái đảng của ông Nguyễn Hữu Chánh khá sâu sắc, cho nên có vẻ có lẽ vì đó mà những đảng phái khác không tiếp xúc được với bà. Hoàn toàn sai sự thật. Đó là những cái thông tin mà do chính cộng sản hoặc là do những cái kẻ mà coi như chống cộng, cái mỏ mới tung ra. Đảng Nguyễn Hữu Chánh của đảng tự do là vì thế nào? Vì chiến sĩ đó có một người tên là Nguyễn Tấn Vinh bị ở tù chuẩn bị dẫn độ về ngục tù lớn Việt Nam, thì Thành là người là tị nạn của bộ VC, Thành bảo vệ đất nước Hoa Kỳ, cho nên Thành làm chứng trong cái chuyện đó, hoàn toàn không có dính líu gì đến đảng của anh Nguyễn Hữu Chánh. Đây là đảng tự do, xin đừng vu khống, đừng vu cáo, chụp mũ giống như bọn cộng sản đã thoạt ra, nó ị ra. Bà có thể cho một cái tóm tắt về cái vấn đề bà Trần Khải Thanh Thủy và đảng Việt Tân không ạ? Hoàn toàn không có cái gì mà phải nói cả, bởi vì cái chuyện nó có cũng chẳng là cái gì cái bỏ thùng rác.
Bởi vì đối với Kim Thành rằng là cái đối với Thành là cái như cô Trần Khánh Thủy này là một dân oan bị lôi cổ, bị trục xuất ra khỏi ngục tù lớn Việt Nam để cho bọn cộng sản khủng bố. Nó đem nó lôi cổ Hoa Kỳ vô một trận chiến là đào mồ 58.000 quân lực đồng minh Hoa Kỳ lên lần thứ hai để chà đạp làm nhục họ trong cái vấn đề chiến tranh với tàu cộng tại Biển Đông thay cho chúng nó, chứ hoàn toàn không phải vì nhân đạo hay là vì gì cả. Cho nên đừng có hoang tưởng bệnh hoạn mà ngu ngục ác thú mà tin rằng là Trần Khánh Thủy bị thả tự do hay là được đi Mỹ. Xin cảm ơn luật sư Bùi Kim Thành. Yeah.